hướng tới chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành tổ chức lễ phát động trồng cây và tiến hành trồng 300 cây sao, trị giá gần 100 triệu đồng trên tuyến đường liên ấp Bình Đông Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Dòng Trơm. Tham dự buổi lễ có ông Lê Công Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, cùng các giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Về phía xã Bình Thành có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Đảng ủy xã, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và một số hộ dân trên địa bàn xã. Tổ chức cái lễ phát động trồng cây nhằm hưởng ứng theo lời kêu gọi của bác. Việc này tốn kém ít mà lợi ích mang lại rất nhiều. Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng đều có thể hăng hái tham gia. Bến Tre cũng đã triển khai đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn. Ông Phan Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cảm ơn Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và các ngân hàng đã hỗ trợ cây xanh cho địa phương, đồng thời cam kết sẽ chăm sóc cây phát triển tốt trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Công Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua ngành ngân hàng Bến Tre luôn đồng hành hưởng ứng và tích cực triển khai các nghị quyết, chương trình do tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, riêng để hưởng ứng đề án trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2021, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre cũng đã phát động phong trào mỗi cán bộ nhân viên ngân hàng đóng góp một cây xanh để huy động các nguồn lực thực hiện. Việc trồng cây trong dịp này là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và cổ vũ cho phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Tưới cây. Đất này. Rồi tưới lấy chưa? Anh tưới cho. Anh tưới anh. Tưới ngoài cây nè, nó tưới vô đi. Tưới cây nè, nè, nè. Chuyển qua. Rồi. Quá mát. Thank you.